Nay Tăng Channel làm cái món này để review cho mọi người xem nha. Đây là đùi gà làm siêu cay nha mọi người. Nghêu, ốc mỡ, bao tử cá nha mọi người. Đây là xúc xích. Đó, nước chấm của mình đây là muối ớt xanh nha mọi người, ngon chưa mọi người, thấy sao? Đó, nay review cho mọi người xem nha. Review mọi người xem ăn với món cơm cho mọi người. Đây là đùi gà đây. Mọi người thấy không? Nhiều nha, nhiều nè, để ăn nhiều à, ngon dữ không? Ngon quá đã luôn mọi người. Ăn tiếp cái đồ đựng bột. Mời mọi người, mời mọi người ăn bao tử cá nha mọi người. Nó giòn, bao tử cá nó giòn, nó dai, nó béo béo, ngọt ngọt mọi người, ngon quá. Dùng nghiêu mọi người. Ngon quá, bao tử cá ngon. Mỗi ngon luôn. Ngon quá. Ê, đủ gà. Mời mọi người nha, mọi người ăn đùi gà nha. Mọi người có thích kênh của Tăng Channel á thì mọi người để lại số điện thoại và tin nhắn, nhớ đăng ký và like chia sẻ giùm Tăng nha. Đùi gà rất ngon mọi người ạ. Đùi gà đập vô cây rất là ngon. Nó dai, nó mềm, nó béo nhất là da của nó. Chấm cái nước mắm ấy, nước muối ớt chanh đó mọi người, quá là ngon. Đó, bởi mở cho mọi người. Cứng mà nó dai, ngọt, ngon quá rồi mọi người.
Mùa này mùa ốc mỡ là mọi người nhớ mua ăn nha. Ngưu. Rất là ngon mọi người. Đã quá. Một mình chắc không hết, dễ khổng lồ quá. Đây làm review cho mọi người xem. Đây là mời gà mọi người. Mời mọi người dùng. Mọi người dùng với tăng thêm nồng nha. Mì gà nó dai, nó giòn giòn, nó ngon khỏi chỗ chơi luôn mọi người, không biết diễn tả như thế nào. Quá ngon, đặc biệt đẹp với dưa leo ăn rất là giòn. Có lạ. Mọi người có thích kênh của Tân Sinh Đồ thì mọi người nhớ đăng ký cái nút đỏ chứ nha, nút chuông đó, thì Tân có review cái món ăn gì nó sẽ hiện lên cho mọi người xem, mọi người khỏi tìm. Đây là đồ tươi ngon sạch ở Bách Hóa Xanh nha mọi người. Ốc mỡ quá cay, uống nước đi mọi người. Rồi đã. Ngồi nuôi gà không á. Bỏ ngon mọi người. Chú thích nha. Nhiều món quá. Mọi người ăn chú thích. Mua toàn ở trong Bách Hóa Xanh mọi người. Chỉ có nhiều ở mở mua ngoài không. Không được gà. Chị mà review kiểu này chắc mọi người đói bụng dữ lắm à. Mọi người thông cảm nha. Ngon. Mọi người vô Bách Hóa Xanh mọi người mua ba tử cá nha. Giờ mọi người làm siêu ca nữa là nó giòn, nó ngọt mà ngon. Wow. Đùi gà cảm thấy giờ chưa hết mọi người. Quá bự.
không còn. Bây giờ chào mọi người nha, video quay đã dài mọi người. Và mọi người nhớ đăng ký kênh ở dưới ha, của Tân Channel nha. Nhớ chia sẻ và like giùm Tân. Nhớ đăng ký giờ vào cái chuông á, thì Tân sẽ review những món ăn kế tiếp, nó sẽ hiện lên cho mọi người xem nha. Chào mọi người, chúc mọi người có một buổi ăn chiều rất là ngon miệng mọi người.